Virus SARS-CoV-2 đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và hiện vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lây lan. Tính đến nay đã có 93 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu có ca nhiễm. Trong mùa dịch, người ta ghi nhận những câu chuyện cảm động có, tin vui cũng có. Và mới đây thì câu chuyện tình yêu được vẽ nên trong mùa dịch cũng khiến cho người ta nức lòng. Câu chuyện được vẽ nên vào mùa dịch được cô gái Nhật Bản có tài khoản Twitter tên là Sion029 kể lại. Theo đó, cô gái này kể mình đến siêu thị để mua giấy vệ sinh trong tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm ở Nhật Bản. Sau khi mua xong và chuẩn bị tính tiền ra về, cô nàng bất ngờ gặp một chàng trai với vẻ mặt thất vọng khi không mua được giấy vệ sinh. Thấy được sự thất vọng của anh chàng và thông cảm cho tình cảnh đó, cô gái đã tiến tới cạnh chàng trai để giúp đỡ. Vì sống một mình nên cô nàng không cần quá nhiều giấy vệ sinh, nên cô đã chia cho anh chàng 2 cuộn giấy. Trước sự giúp đỡ đó, chàng trai vô cùng bất ngờ nhẹ nhàng đáp: "Tôi cũng sống một mình nên không cần nhiều đâu." Lời hồi đáp của chàng trai như vừa muốn cảm ơn Sion và từ chối nhận thêm giấy, vừa muốn xác nhận với cô nàng mình đã để ý rằng anh vẫn còn độc thân. Ngay sau đó, cả hai đã nhanh chóng trao đổi số điện thoại với nhau để kết bạn và quan trọng hơn là để dễ dàng trò chuyện với nhau. Sau khi trao đổi số điện thoại, cả hai đã cùng hẹn hò nhau và chàng trai đó đã tỏ tình với Sion029 ngay sau buổi hẹn đầu tiên. Trùng hợp thay là ngoại hình của anh chàng cũng chính là mẫu bạn trai lý tưởng của cô nàng nên Sion029 đã nhanh chóng có tình cảm. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, Sion029 đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi. Cư dân mạng đã để lại lời chúc phúc và mong đôi trẻ sớm tiến đến hôn nhân. Hy vọng tờ giấy tiếp theo hai bạn chia sẻ với nhau là giấy đăng ký kết hôn. Số khác thì lại đùa rằng giữa tình hình dịch bệnh như thế này thì nếu có ai nhường họ giấy vệ sinh như Sion029 thì họ cũng sẵn sàng hẹn hò. Qua câu chuyện trên có thể thấy dù dịch bệnh đang đe dọa đến cuộc sống của con người, thế nhưng vẫn có những câu chuyện lãng mạn xung quanh đó. Quan trọng là tấm lòng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc nhu yếu phẩm đang cạn kiệt thế này. Hy vọng rằng tình yêu của cặp đôi sẽ là sức mạnh để họ có thể vượt qua được dịch bệnh.